À, mình lên tới chỗ giờ 5 giờ sáng mọi người. Bây giờ mình mới điện em trai ra nè, ràng lại để mua ướt nè, thùng thùng cái thùng luôn rồi. Hơn trên đây mưa nhỏ nhỏ với mưa lớn luôn, chạy rác mặt. Và chiều qua mưa lớn luôn, chiều qua chắc nếu mà da cũng không đi ra được. Nè, phòng này có em à. À, mình xin chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người một buổi tối thật vui vẻ. Thì bây giờ là gần 7 giờ tối rồi mọi người. Thì nãy giờ mình về mình cho bò câu mình ăn với mình rửa mấy cái món ăn, với vệ sinh mấy món uống, mình mới rửa xong nè. Đó, với mình mới thay cái đường ống nè mọi người. Cái đường ống mình từ ngoài cái bồn nước mình để trên cao đó, mình dẫn vô trong cái chuồng bồ câu, mình xài cái ống trong này nè. Cái ngoài có nắng á, lâu ngày cái nó rong nó đóng rồi nè, ống này nè. Mà thấy không? Rong đóng đen thui, nó nghẹt nước luôn. Vì mình về sau mình rửa máng sao không thấy nước chảy. Đó, mình mới thay cái ống màu đen. Ống màu đen mà mình không đủ, mình nói ống này của anh kia, không mình mua lòng anh kia cho đó, thì để dành mút xài nè, mà nó có khúc không mà. Thì mình lấy cái tê mình nói lại, xong mình buộc cái này lại vậy nè. Đó, thì nên mình sẽ quay cho mọi người xem cái cặp bồ câu sáng nay mình đi giao cho cái em trai mà đi xe đạp điện mọi người. À, lúc trước là em học lớp 7, mà là giờ mình giao riết hồi qua năm nay em học lớp 8 này. Em đó mua của mình như là 8-9 lần, nhiều lần quá mình không nhớ mọi người, nhưng mà 8 lần trở lên, 8-9 lần á. Mua kênh Hà Lan có nè, banh có, banh Việt có nè, kênh Trung Quốc có nè, Titan có nè, Mondain có nè, nói chung là em mua đủ loại hết á. Mình có gì em cũng mua. Giờ em đang hỏi mua cặp Tiger sinh sản này mọi người. Hỏi mua cặp này nè. Đó, nhưng mà mình không bán, nó mới đẻ lại nè. Mình lồn trứng cho Titan này, hấp này. Cái cặp này nó đẻ toàn nó kéo cái tấm lót ẩu lên không à. Em mua cặp này mà mình không bán. Để ra con mình bán chim con mọi người. Đó, thì mới đầu á thì em mua cặp này là con trống nhà mình đó, là ra con rồi. Còn cái con máy này là của bữa anh bán cho anh kia, anh cặp ở Vũng Tàu đó, mà anh về chết anh trống rồi anh đưa lại cho mình bán cặp Tiger với con máy này. Là mình bán cặp Tiger rồi, con máy này mình ghép vô với con trống này, là nó đẻ mới có anh trứng rồi xong nó lên cồ mọi người. Lúc nãy con cặp nó ấp bên ta đây, đây gì nè, trứng lên cầu rồi, mới đẻ mấy bữa nè mọi người. Đẻ 29 tháng 10 là nay ba tây tháng 10, để mình để sao cho nó thấy có tại mới có chỉ máu hơi à nè, chắc này không thấy quá. Nói chung là nó có cầu rồi mọi người, lên cầu rồi. Này phải có thêm một cái điện thoại nữa, mình đổi đèn led nó vô đây mà nó thấy, còn mà để cận về quá nó mình quay không thấy mọi người. Này đâu thấy gì đâu, không thấy chắc là nói chung là lên cầu rồi đó. Đó, em mua cái cặp đỏ đó rồi xong chốt rồi xong mọi người. Đó, tính chiều nay mình đi giao nè. Đó, nhưng mà cái tới chiều cái em hồi kèo, em nói là em để dành tiền đó em mua, nhưng mà giờ em làm công chuyện khác gì đó, em cần tiền em làm công chuyện gì đó, thì em nói từ từ hả giao đó. Rồi xong cũng hên mọi người, chiều với mình mua tầm tã luôn, chứ không chắc cũng mình cũng hồi kèo luôn quá, để mai hay gì mình mới giao được, chứ mưa sao giao được đó. Thì xong cái hồi nãy mình đang cho bồ câu ăn, thì em mới nhắn tin cho mình hỏi có bán cặp Tiger sinh sản này không nè, nhưng mà mình đâu có bán đâu đó. Là em mới hỏi cặp nào nữa không, thì mình quay qua cái cặp này. À, cặp này là bữa cái vuột kèo bà chị ở Sài Gòn mà thay đổi ý định á, là chị
đồ bắt hai lần rồi đó, mua hai lần đồ bắt hai lần nhưng mà rút cuộc cũng không bắt, cũng để lại. Thì giờ tới em trai này đó. Em trai được mua cặp này, em kêu giờ giao liền mọi người đó. Giờ mình đi làm về đây tới giờ gần 7 giờ, mình chưa tắm rửa chưa đó, mới cho bà cô ăn với dầu mấy máng rồi rửa mấy máng nữa, chưa tắm giờ đi lên tới Mỹ Tho. Giờ 7 giờ, gần 7 giờ, anh chẳng 8 giờ về 9 giờ luôn quá. Đó nên mình không có đi. Thì mình kêu chiều mai. Chiều mai đi nhưng mà em nói chiều mai mới đi học vậy đó. Thì không có nhận được. Thì em kêu khuya nay giao cho em luôn mọi người. Thì khuya nay chắc mình 4 giờ mình đi quá. Mình đi giao đừng về mình còn đi làm nữa chứ để trễ giờ. Đó. Em đã mua cặp này nè. Đó. Cặp này thì con máy thì kinh Hà Lan, còn con trống thì kinh Lai Bên Mỹ. Đó, nó là Bên Mỹ nên cái đầu nó bự với nó gấu, mọi người thấy ngầu không? Đó. Đó, nên quay cận cái đầu đó cho mọi người xem. Hai con này được kiền 2021 nha mọi người, để mình quay mã số kiền luôn. Tay quay một tay ấy kiện mà số kiện khó quá. Không 106 nó ngược không mọi người. 0106 bị ngược rồi. Mình nắm cái chân nó dở lên ngược hay là ta đeo kiện ngược đó. Đó đeo kiện đúng mà tại mình dở chân ngược. Con này bắt nó không được, nó dữ quá. Rồi kìa, hỏi số kiền. Rồi số con này nhiều số vậy, 39352 không ta, số gì nó mờ nó kìa. 39252 39252 thì có mấy anh khách có hỏi mình kinh ăn cứng mọi người, kinh ăn cứng mà với rồi kinh màu đỏ vàng cứng với lại tiger ăn cứng, nhưng mà hiện tại mình hết rồi, hôm nay mình bán chim ăn cứng hết rồi, xong mình sang qua tới chim sinh sản luôn á, bán cũng gần hết rồi, còn mấy cặp à lúc trước có thì không ai mua. Thì tới chừng hết là có người kiếm chuyên gia mọi người hả, không có lúc không có là nhiều người hỏi lắm, dần có thì lâu lâu mới có người mua đó. Với sẵn cái chiến mình giao trên em trai đó thì có cái anh này đó, anh cũng ở chung xã luôn người Mỹ Tịnh An á đó, anh mua Titan nè, sẵn chiến mình giao luôn. Cũng có nhiều anh khách hổng ai dặn mình mà ở xa quá, sáng dậy sớm mình không đợi nhiều mới gửi, mà có anh này ở gần nè, anh mua ít thì mình bán trước. Đó, đây 1, 2, 3 cặp. Ba cặp. Với con đen này. Con đen này em mua mình bán mọi người. Mình clip nào mình có quay á. Chiều có anh kia hỏi như trống hay máy thì mình rời ghim thì ghim rộng mà thấy nó gù rồi chắc nghi trống quá. Thì anh nó cũng chưa trả lời, không biết bắt hay không nữa. Đây giờ mình quay cho mọi người xem cái đó ha. Phía nay mình đóng thùng thì đi giao cho em, lên cho mình quay tiếp cho mọi người. Giờ gần 4 giờ sáng rồi mọi người đó, giờ mình ra mình bắt bồ câu mình đi giao cho em trai đó với cái anh ở gần em đó luôn đó. Thì từ mình lên đó là khoảng gần tiếng mọi người đó, bằng đi bằng về luôn là gần 2 tiếng, cho nên mình phải đi sớm đừng khuya cho mình đi làm đó. Với mình tặng cho em trai đó 5 cái máng uống với 5 cái tê chi ấm ra luôn nha. Ở đây mình bán bồ câu á,
lâu lâu có mấy anh em lại mua thì đó giờ người ta chưa nuôi lần nào đó, người ta cũng chưa có đầy đủ phụ kiện, lâu lâu cái lại mua cặp hai cặp, cái là mình cho máng ăn, cho máng uống, cho từ từ rồi cái miếng lót ổ đó, giờ ở đó mình dư nhiều lắm, cho từ từ cũng sắp hết luôn rồi. Đó, tại người ta nuôi một hai cặp á, thì đặt mua trên mạng có hai ba cái người ta đâu có giao đó, nên mình cho luôn mọi người. Đó, thôi giờ mình đặt máy ra chân quay thì mình bắt một câu đóng thùng đi giao thôi nha. Mình mới vừa đóng thùng xong với bỏ cái 5 cái máng uống vô lên cho em trai đó, thôi giờ mình giao thôi mọi người. Bây giờ mưa râm râm luôn rồi, mới sáng mà mưa. Bây giờ phải lấy ni lông mình che lại nữa để ướt thùng. Mình lên tới chỗ giờ 5 giờ sáng mọi người. Đó giờ mình mới điện em trai ra nè. Ràng lại để mưa ướt nè. Thùng cái thùng luôn rồi. Lên trên đây mưa nhỏ nhỏ dưới mưa lớn luôn, chạy rác mặt. Và chiều qua mưa lớn luôn, chiều qua chắc nếu mà ra cũng không đi ra được. Nè, phần này có em à. Dậy sớm gì vậy? Dậy sớm canh nhau một câu à. Cảm ơn nha. Ủa có 1/200 nè. Hả? Không có 100 nghìn. Không, nhưng mà là nhiêu? Không chỉ là nãy nó ấy vô. Chưa lên biết nè. Đem về đây để mua ướt. Đem về đây đem tiền xuống. Anh đây đứng chờ anh kia luôn, sẵn chờ anh kia luôn. Em cứ đưa tiền mình mà thiếu mọi người. Đưa mà điểm thiếu rồi em chạy về em lấy tiền. Em sợ mình không tin tưởng vậy, em để thùng bồ câu đây lại. Nhưng mà mình em này mua của mình 8-9 lần rồi, nên thôi mình kêu em cứ lấy thùng bồ câu về đây để em mưa ướt, thì đem tiền xuống cho anh, đứng đây lại sẵn đợi cái anh trai kia lại luôn mọi người. Mưa đi đã rã nè, ướt một hồi luôn. Em quay trở lại rồi mọi người. Cảm ơn nha. Giờ mình chạy lại khúc đồ cầu kia, mình chờ cái anh trai kia lại nha. Hồi nãy cái anh kia thì điện cái chục lần mọi người, không bắt máy. Mình tưởng đâu là phải chở trở về luôn rồi á, mà hên cái đang quay clip em này thì anh gọi lại. Thôi mình lại đằng kia mình chờ anh nha. Bây giờ mình giao cho anh trai thứ hai mọi người. Để giao cho anh trai kia xong rồi. Mấy cặp titan đúng không? Dạ 3 cặp. Dạ không có nữa, không có 50 nữa. Thôi gửi luôn. Dạ đang cảm ơn nha. Dạ. Đêm hôm thì khó. Dưới mưa hên lên mưa nhỏ dưới mưa lớn luôn. Tự nhiên chiều qua mưa tưởng qua nhỏ kia nó kêu giao, mà chắc chỉ có nếu mà qua giao có giao không được qua mưa lớn. Cái hồi xong ai giờ phi tưởng đâu sáng đi khỏe rồi giờ mất mưa. Rồi cảm ơn. Dạ cảm ơn nha. Để thấy là dạ nuôi lại nó mấy này nuôi thịt đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nó nuôi con tốt. Nó nuôi con tốt với nó đẻ sai. Dạ. Dạ. Dạ lúc trước em cũng đi đường kia anh chạy vô không biết đường á, đi ngoài xã chạy vô.
Dạ. Dạ. Rồi thôi mình giao cho anh trai thứ hai cũng xong rồi, bây giờ mình về được mình đi làm rồi mọi người. Thôi mình kết thúc clip tại đây nha. Mọi người xem thích hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình, và chào tạm biệt, hẹn gặp lại cho clip tiếp theo.